Rồi hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng sách tay mọi người. Số điện thoại nằm bên góc phải màn hình ha. Có link Facebook dưới phần mô tả, mọi người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Thì nay có mấy cái máy em quay cho mọi người coi nha mọi người. Đó. À, trước tiên em lên cây Z Flip mọi người. Z Flip 5G ha. Cây này là Z Flip 5G. Chip snap máy 8 máy em quên mọi người. Đây, pin thì 3300 nha. Pin 3003 nè. RAM là RAM 8 256GB ha. Màn này đi 6.7 mọi người, 6.7, 6.5 gì ạ. Đây, cây này thì Z Flip 5G, cái lưng nó hơi nhám nhám nha mọi người. Đó, cây này em bán giá là 7.400.000 ha. Z Flip 5G. Đó, máy đẹp không lỗi nha mọi người. Đó, mọi người cần thì liên hệ với em qua Facebook hoặc Zalo nha. Rồi, 7.400.000. Tiếp em lên S20 S20 5G mọi người. Cây này em bán giá là 7 triệu. Thì nói chung cây này nó rất là nhẹ dưới đây luôn mọi người. Soi kỹ lắm mới thấy nha mọi người. Chứ thật ra em bán em không báo mọi người cũng không biết đâu. Đó, soi kỹ lắm mới thấy. Để bình thường vậy nè mọi người. Để bình thường vậy chưa thấy được nữa mà. Đó, bình thường thì không thấy được nha. Đó mọi người vô nền xanh này soi kỹ lắm mới thấy nè. Đó, thì cây này em bán giá là 7 triệu mọi người. Cái này thì pin 4300 ha. S20 em xin lỗi, Note 20 5G nha mọi người. Cái này sẽ là RAM 8 256GB. Chip thì Snap 865 nha mọi người. Cái này như cũng Snap 865 mọi người. Đó, thì ngoại hình của em nó khá đẹp mọi người. Ngoại hình cũng được cỡ tầm 97% ha, có sức lỗi chân sạc nè. Đó. Còn lại không lỗi lầm gì. Thì cái này em bán giá 7 triệu nha mọi người. Rồi tiếp lên cây màu đồng mọi người. Màu đồng thì màn đẹp không có lỗi lầm gì hết. Đó. Cái này em bán giá là 7.600.000 thì ngoại hình đẹp mọi người. Ngoại hình không có chạy xước cứng móp nha. Đây, thì cây này cũng là cấu hình như vậy thôi mọi người. Bản 5G thường là cấu hình nó giống nhau thôi mọi người. Đó, pin 4300. RAM thì RAM 8 256GB nè. Đây ha. Đó, thì cái này em bán giá là 7.600.000 ha. Màu đen cũng vậy luôn mọi người. Màu đen màn đẹp không lỗi luôn nha. Đó, màu đen. Ngoại hình mọi người. Đó, ngoại hình cũng được tầm 97 hết nha mọi người. Đó, thì giá em bán là 7.600.000 ha. Hôm bữa có cái cây sườn xấu á thì em bán giá là 6.800.000. Đó, thì nói chung sườn xấu nó rẻ mấy trăm mọi người. Rồi tiếp còn cây S20 Plus người. S20 Plus cấu hình cao nè. S20 Plus 5G ha. Cây này thì pin 4500 mọi người. Pin là 4500 ha. Màn 6.7 inch. RAM 12 mọi người. RAM 12 bộ nhớ 256GB ha. Chip thì Snap cũng 865 luôn. Nói chung thì cây này ngoại hình còn ổn nha mọi người. Ngoại hình còn đẹp hết ha. Đó thì giá em bán là 6.700.000 nha. Rồi tiếp lên cây Note 10 5G mọi người. Note 10 5G màn đẹp. Giá em bán là 5.300.000 ha. Màn đẹp không lỗi. Thì cây này sẽ là RAM 12 mọi người. RAM 12 256GB. Có cái pin hơi thấp. Pin 3500 ha. Cái này bản hàng không lên được 2 SIM nha mọi người. Cây này cũng bản hàng không lên 2 SIM nè. Note 20 cũng vậy nha mọi người. Đó thì pin 3500 nha mọi người. À, cây này thì màn 6.3 inch mọi người. Đó, ngoại hình em nói nè. Đây mọi người. Cũng được tầm cỡ 95 hoặc hơn nha mọi người. Đó, giá bán là 5.300.000 ha. Đây, em còn hai cây nha mọi người. Rồi tiếp với cây này em có quay rồi mà em quay lại ha. Cây này thì có dán mặt trước mặt sau rồi nè. Ngoại hình xấu mọi người. Em quay cận xíu cho mọi người coi cho dễ. Đây. Đó, ngoại hình xấu ha. Cái này em bán giá là 4.700.000. Rẻ hơn được cái màn đẹp sườn đẹp mấy trăm mọi người. Thì cũng pin là 3500, RAM 12 256GB ha. Màn thì 6.3 inch nha mọi người. Lo kép ha, độ phân giải 2K. Đó, màn cong vô cực mọi người. Giá 4.700.000 nha. Rồi tiếp có cây Note 9 mọi người. Note 9 512GB ha.
màn đốm đây mọi người. Đó, màn đốm nhỏ ha, đốm kim. Thì đốm em bao tết 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lan 45 ngày. Thường thì đốm nó ít có lan lắm mọi người xài chắc tầm em bán chắc phải tầm mấy chục cây á nó mới có loan một cây, mà loan cái kiểu đốm nó đốm chảy mực chứ không phải đốm mấy cái đốm giống vậy loan đâu mọi người. Đó thường em bán lâu lâu mới loan mọi người chứ kiểu chảy mực nó mới loan thôi chứ đốm giống vậy nó không loan nha. Em bán em có bảo hành không loan mọi người, nếu mà cây nào loan thì nó sẽ loan luôn à. Đó bởi vậy thì mấy cây loan thì tất nhiên em không có bán rồi nha. Đó, nếu mà có bán mấy cây đó thì em cũng bán với giá thanh lý thôi, bán giá xác thôi ha. Đây, cây này thì sẽ là pin 4.000 mọi người. Pin 4.000 ha. RAM là RAM 8. Ủa nhớ là 512 GB ha. Đây RAM 8 mọi người, đó. RAM 8 này. Ủa nhớ này, em quay cận cho mọi người. Đây 512 GB ha. Đó, màn 6.3 inch, loa kép độ phân giải 2K nha mọi người. Ngoại hình em nói mọi người. Đây ngoại hình ha, nói chung ngoại hình cũng được tầm cỡ tầm 95 mọi người đó, 3.900.000 nha mọi người. Nó 9 512 GB ha, bản 512 GB này lâu lâu mới có thôi nha mọi người. Rồi tiếp em lên nó 9 bản 128 GB ha. Cây này thì để em coi phải 128, cây này thì RAM 628 mọi người. Còn ra cái 512 GB là RAM 8 nha mọi người. Đây pin 4.000 ha, màn 6.3 inch. Cái này thì màn đốm gel đây mọi người. Đốm gel, đốm gel thường xài cũng bền nha mọi người, không loang ha. Đốm gel là thường sẽ không loang luôn á. Nó cứ vậy thôi mọi người. Đó thì cái này em bán giá là 3.700.000 ha, ngoại hình nha mọi người. Ngoại hình khá đẹp luôn nha mọi người. Đó. 3.700.000 ha. Rồi có cây S10 lút này ngon, bữa giờ em bán không được mọi người. Đây, cây này xước kính này mọi người. Nói chung xước kính này mình dán BBF lên là ok nha mọi người. Cây này chưa có ép kính gì ha. Đây, cây này thì pin 4100 nha. Pin 4100, RAM 8, 128 GB ha. Đó. Bản hàng chip Exynos lên được 2 SIM nha mọi người. Màn công này độ phân giải cũng 2K mọi người, 2K cộng hay sao ấy. Đây 3.800.000 ha. Note 9 này cũng bán hàng lên 2 SIM nha mọi người. Rồi tiếp có cây Note 10 Plus mọi người. Cây này thường em bán là, em quên báo nữa, thường em bán là màn đốm, mấy cái loại màn đốm mọi người là bút không có chụp hình ha, chỉ có màn đẹp mới chụp hình nha mọi người. Còn màn đốm là em bán không chụp hình ha. Thì nói chung mọi người xài về cái chụp hình đó cũng là điều khiển từ xa thôi mọi người, giống như mình để điện thoại từ xa, mình đứng từ xa mình bấm cái nút chụp hình thôi chứ nó cũng không có được điều khiển gì nhiều ha. Đó còn lại thì bút vẫn ghi viết bình thường. Thì em bán là màn đốm thường là bút không có chụp hình nha mọi người. Hôm bữa cây này là em ship đi rồi mà cái video em có báo mà chắc chị gái chị nghe không có kịp mọi người, nên em ship tới thì chị nói là bút không chụp hình nên chị không nhận, mà cây này ship thì em lỗ luôn mọi người. Thì hôm bữa có hỗ trợ chỉ lên 2 SIM nè, đó là hết 100, 150 rồi. Rồi tiền ship nữa mà cọc có 100 thôi thì hoành về vẫn lỗ nha mọi người, chứ không phải cọc 100 là em có lời gì đâu mọi người. Nhiều khi vốn em còn âm ở đó nữa, vốn còn treo ở đó để hàng đi tới lui mọi người. Đó hôm bữa cây này đi về tới giờ là chắc phải tầm 10 ngày em mới về tới mọi người. Đó. Tuần 10 ngày rồi. Cây này em bán giá 5.500.000 ha. Thì cái này 2 SIM sẵn mọi người. Pin thì 4.300 nha mọi người. Màn 6.8 inch ha. Có đốm đây mọi người. Đó, đốm ghiêu ha. Đốm kiểu giống xước phim á. Đây, RAM 12 256 GB. Bản hàng nha mọi người. Màn 6.8 ha. Ngoại hình khá ổn nha mọi người. Đây, có đây có xước nha mọi người. Đó, cái này em bán giá 5.500.000 ha. Lên 2 SIM rồi nha mọi người. Và tiếp lên S10 5G giá 3.800.000 ha. Đây, S10 5G thì sẽ được RAM 8 mọi người. S10 5G RAM 8 256 GB ha. Màn thì 6.7 inch nè. Pin trâu, pin thì 4500. Đó, màn đốm đây. Đốm thì bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không loang 45 ngày nha mọi người, xài bình thường ha. Nói chung đốm xài như máy bình thường thôi mọi người, nhìn nó mất thẩm mỹ hơn xíu thôi. Đó, có góc đen vậy thôi chứ thật ra xài đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cái này có hai lưng rồi nha mọi người. Đó. Giá bán là 3.800.000 ha.
S10 5G thì nó sẽ rẻ hơn được cái giá của màn đẹp tầm 1 triệu mấy á mọi người. Màn đốm này rẻ hơn màn đẹp được 1 triệu mấy ha. Màn đẹp giờ 5 triệu mấy thì cái này 3 triệu 8 thì rẻ hơn được 1 triệu mấy ha. Rồi, tiếp lên S8 cộng mọi người. S8 cộng mà mở cây này cũng của anh trai kia, anh đặt anh cọc em xong rồi nhưng mà cọc rồi luôn nha mọi người. Cọc rồi nhưng mà ảnh lỗi ý, ảnh không cần mua, không cần sử dụng tới á. Thì lúc đó em chưa ship thì em có trả cọc lại cho ảnh nha mọi người. Nhưng mà có gì muốn mọi người mua thì có xác định mua thì ấy giùm em xíu ha. Tại vì em cũng tháo ốp rồi, em vệ sinh máy sẵn hết rồi, chuẩn bị đóng hàng cho ảnh rồi, ảnh đổi ý nha mọi người. Đây, cái này em bán là 2.300.000 ha, màn đốm gốc mọi người. Đó. S8 cộng thì sẽ được RAM RAM 464GB mọi người. Đó, cái này thì hôm bữa chưa ship em vẫn trả cọc nha mọi người. Đó, khi nào mà ship rồi á thì em mới không trả cọc nha. Tại vì ship rồi mà hủy đơn thì tiền ship em bị trừ với máy em đi rồi á. Đó, âm vốn đó nữa nên em không có trả cọc được nha mọi người. Đây, RAM 464GB ha. Pin thì 3500 mọi người. Màn cũng 6.3 nha, pin 3500 nè. Đó, màn 6.3 inch. Chưa có loa kép nha mọi người. Độ phân giải 2K luôn ha. Đó. Giá 2.300.000 nha mọi người. Rồi tiếp lên cây này ám nhẹ mọi người. Nó 8 ám nhẹ, nói chung cận gần cận đẹp rồi mọi người, màn cận đẹp rồi. Đó, giá em bán là 3 triệu ha. Đây mọi người, nói chung màn cũng cận đẹp luôn rồi. Đó, giá em bán là 3 triệu. Thì nó 8 sẽ được RAM 6, 64GB nha mọi người. Pin thì 3300 ha. Đây em vô cấu hình cho mọi người coi. Đây, RAM 6, 64GB. Đây, RAM 6 mọi người. Thì độ phân giải nói chung dòng laptop đa số là 2K, 2K cộng không mọi người. Đó, pin thì 4000, pin thì cái này thì 3300 nha. Pin thì 3300. Đó, màn 6.3 inch, cái này dòng 8 thì chưa có hỗ trợ loa kép nha mọi người. Ngoại hình còn khá ổn nha. Này mọi người lấy em sẽ gắn bút vô nha mọi người. Đó, giá em bán cái này 3 triệu ha. Tiếp lên cái này 2.900.000 mọi người. Cái này thì cũng tương tự cái đó luôn ha. Đó, có ám rất là nhẹ luôn. Có fit ám rồi nha mọi người, nói chung rất là nhẹ ha. Đây, cây này thì hình như cũng RAM 664GB thôi mọi người. Lâu lâu em mới có bản dung lượng cao nha, chứ không phải có hoài. Đây, RAM RAM 664GB ha. Pin cũng 3300. Đó, dòng này thì được phân giải 2K cộng luôn nhưng mà chưa có hỗ trợ loa kép nha mọi người. Giá bán 2.900.000 ha. Màu chín khói. Rồi tiếp lên S9 mọi người. S9 màn đẹp. Thì S9 thì có loa kép rồi nha mọi người. S9 thì cũng là RAM 4 64GB ha. RAM 4 64GB đây, màn hình như là 5.8 mọi người. Pin thì 3000 thôi, pin cũng được thôi ha mọi người chứ không có cao nha. Dòng S9 thì pin tầm này ok rồi. Đó, thì cái này em bán là 3.100.000 nha mọi người, 3.1 ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Đó, S9 thì có loa kép rồi mọi người, ngoại hình cũng ổn nha mọi người. Đó, S9 thì có loa kép rồi ha. Đó, 3.1 nha mọi người. Rồi tiếp em còn hai cây A90 5G ha. Đây, A90 5G thì sẽ là RAM 60, RAM 6 128GB ha. Đây, RAM 6 128GB nè. A90 5G cũng không có loa kép nha mọi người. Hôm bữa có video đầu em nói nhầm có loa kép. Đây, thì pin sẽ là 4500 nha mọi người, khá là trâu ha. Chip thì Snap 855. Đó. Rất là ổn luôn. Dòng này nói chung cấu hình cũng khá cao mọi người. Đây, ngoại hình hơi xấu nha. Cái này em bán giá là 3.600.000 ha. Màn đẹp không lỗi. Đây ngoại hình mọi người. Đó, 3.600.000 ha. Rồi tiếp có cây ám nhẹ mọi người. Ám nói chung ám cũng thấy xíu dưới đây, ở dưới cũng không ảnh hưởng mọi người. Đây ha. Đó, mọi người nhìn là thấy rồi. Dưới đây xuống xíu nè mọi người. Trên đây nhẹ xuống dưới đây, xong dưới đây thấy hình dưới đây luôn. Đó, thì em bán cây là 3.200.000, ngoại hình hình thức là đẹp nha mọi người. Cây này thì cũng RAM 6 mọi người. Nói chung này anh em game thủ mua về xài chơi game rất là ngon nha mọi người. Giá này hợp lý ha, tầm giá này giờ chơi game rất là ok luôn. Đây cũng là RAM 628GB ha. Pin thì 4500 thôi mọi người. Đó, màn 6.7 inch.
giá bán là 3.200.000 ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video của em ha. Mọi người xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Còn mọi người cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em nha mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video ha.